Chào cả lớp và các bạn. Xin chào mừng các bạn đã đến với chuỗi video hướng dẫn bài tập về nhà cùng với Amara English. Miss Suệ hân hạnh cùng đồng hành với chúng mình trong buổi học ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta đã học đến lesson 5 của unit 2 rồi. Chúng ta được học về một nguyên âm mới, đó là nguyên âm E. Ok, khá là quen thuộc với chúng mình rồi. Nhưng mà đừng vì thế mà bỏ qua những cái mẹo nhỏ để có thể đọc được một từ tiếng Anh giống như là phát âm của từ tiếng Việt, giống như là đánh vần của tiếng Việt các bạn nhé. Ok, let's go. Oh, I'm sorry. Đầu tiên thì chúng mình sẽ hướng mắt lên trên màn hình và cho cô biết này. What's the letter? Như chúng ta đã biết, một chữ cái nó bao gồm hai thành phần. Thành phần thứ nhất là mặt chữ và thành phần thứ hai là phiên âm. One letter has two parts. Part number one is the letter. Part number two is the sound. Vậy thì khi chúng ta nghe thấy the letter nghĩa là về mặt chữ của nó các bạn nhé. What's the letter? Is letter E. Yes, letter E. Và what's the sound? What's the sound? Đây là phần thứ hai, đó chính là phần âm thanh của nó. Letter E, nhưng mà E thì được phát âm như thế nào? Nó sẽ được phát âm là E, E, E. Các bạn nhắc lại cùng cô nào. Capital E, little E. E says E, E, E. Mở rộng miệng giúp cô này. Lưỡi để xuống dưới E, E, E. Okay. Vậy chúng ta cùng đọc vào từ với âm e e này nhé. Ví dụ cô có ở đây, đó là ba từ. Rồi, các bạn quan sát này. E e e. Rồi e e e e. E. Red. Okay. Bây giờ chúng ta cùng quan sát nhé. Ở đây có âm p e n, đó là mặt chữ đúng không cả lớp? Và bây giờ nhé, chúng ta cùng xem nào. E e pen, e e pen, e pe pe pen. Tiếp tục mình có ở bên này, đó là b e be bed bed. Mình có từ cuối cùng đó là r e re red red. Các bạn có thấy giống đánh vần tiếng Việt không nhỉ? Rất giống. Bây giờ nhá, quan sát và nghe kỹ này. Cứ khi nào các bạn thấy trong một từ mà nó có duy nhất một nguyên âm e thì chúng ta có đánh vần được giống như tiếng Việt không? Được nha. E e pen, e e bed, e e red. Ở trên lớp thì cô cũng thấy các bạn là đã đánh vần rất là tốt rồi, và phần này thì cô ôn kỹ lại thêm cho chúng mình ở nhà nhé. Pen, bed và red. Cô tin chắc rằng nếu như những cái từ có đúng một nguyên âm mà là nguyên âm e thì chắc chắn là chúng ta sẽ đọc được mọi từ có chứa một nguyên âm e. Ok, good. Tiếp tục chúng ta sẽ có một cái tip để ghi nhớ từ vựng ở trong sách đã cung cấp này. Learning to learn, draw a picture around the words to help you remember. Ở đây thì người ta nói rằng là mình hãy vẽ một cái bức tranh xung quanh cái từ vựng đấy thì giúp não bộ của chúng mình ghi nhớ tốt hơn rất nhiều. Ví dụ chúng mình có từ pencil, vậy mình sẽ ngay lập tức vẽ pencil xung quanh cái chữ này. Tiếp theo là ruler, mình sẽ vẽ cái thước ở xung quanh nó. Và tương tự như vậy, chúng ta có rubber thì mình vẽ hình rubber, hoặc là apple thì chúng ta sẽ vẽ apple. Cái này sẽ giúp chúng ta liên tưởng luôn tới hình ảnh của đồ vật, phản xạ theo tư duy Anh mà không cần phải dịch sang nghĩa tiếng Việt nữa. Tiếp tục ball. Ok, khá là dễ dàng với chúng mình đúng không nào? Về nhà tập luyện thêm và làm tất cả những bài tập ở trong sách bài tập của lesson 5 unit 2 giúp cho cô nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tiết học tiếp theo. Bye bye.